Yo, hello anh em 22, chào mừng em đến với video review thông tin chính thức banner của Yelan và Xiao. Dâng, theo tin đồn trước đó thì chúng ta có banner đó là Noel, Ba Ba Bủ và Yến Phi là những nhân vật 4 sao trong banner của phiên bản 2.7 lửa đầu. Thì kết quả thông tin chính thức đã đúng rồi, khi mà banner chính thức thì chúng ta bao gồm đủ mặt anh tài như vậy. Xiao và Yelan xài chung dài 4 sao nên mình sẽ nói chung về một banner thôi nhé anh em. Về cái banner nhân vật này ấy, thì thực sự là mình nghĩ rằng nếu như người chơi chỉ quan tâm tới nhân vật 5 sao thôi thì dù có là nhân vật 4 sao gì thì họ cũng sẽ kệ thôi hoặc là biết để đấy thôi. Với trường hợp anh em chơi lâu rồi thì mình nghĩ là không ít thì nhiều anh em cũng có suy nghĩ giống như vậy. Còn trong trường hợp anh em quan tâm tới nhân vật 4 sao ấy thì mình xin được nói rằng là các nhân vật như là Ba Ba Bủ, Noel đã có nhiều trong những banner từ đời đầu rồi, từ những phiên bản đầu tiên rồi á. Nhiều người đã có cung mệnh rồi nên là thường là sẽ có comment e sợ như vậy để xuất hiện. Nhưng bên cạnh đó khi mà mình làm video về Noel thì mình thấy rằng có rất nhiều anh em đang chờ Noel. Với Barbara chẳng hạn, khi mà anh em không có nhân vật thay thế Barbara trong những cái team điện cảm chẳng hạn thì mình nghĩ rằng Barbara có thể xài được trong team điện cảm, team đóng băng hay là một số team khác. Chính mình cũng đã sử dụng Barbara trong team Jay khi chưa có Kumi. Khá ổn là những gì mà mình cảm nhận được anh em ạ. Dễ sử dụng này, sách diệt rồng này là một điểm cộng này. Tất nhiên đi kèm với một núi điểm trừ khác nữa bởi vì nó là Ba Ba Bủ mà. Tới Noel thì thời điểm hiện tại thì mình cũng cho là cần cung mệnh 6 để build tốt, cung mệnh 5, cung mệnh 6. Đi kèm với đội hình full nham thì rất là vui luôn. Có những điểm mà mình rất là thích ở đội hình Noel cung mệnh 6 nhưng có những điểm trừ mà mình không thích, mình đã làm video rồi. Tóm lại ấy, là Ba Ba Bủ và Noel thì tuy là mang danh cặp đôi sát thủ nguyên thạch nhưng mà tùy vào trường hợp để nhìn nhận anh em ạ, ok? Để mà nói một cách trung thực thì mình cho rằng là MiYoYo đang bán bia kèm lạc trong cái banner lửa đầu phiên bản này. Còn riêng về Yến Phi thì nói chung là theo mình thấy là nó có giá hơn cặp đôi Ba Ba Bủ và Noel. Ít nhất là Yến Phi thì không có bán trong shop tinh huy. Đó là cái điểm đầu tiên đúng không anh em? Nói chung ấy, theo mình thấy thì có Yến Phi khá là tốt. Tuy nhiên là vì là nhân vật pháp khí nên là chuyện kén người chơi hơi nhiều. Vì Yến Phi là một nhân vật 4 sao mà lại gánh vai trò DPS, anh em định build DPS chẳng hạn, thì cô nàng rất là cần một đội hình này, cần vũ khí 5 sao để có thể tỏa sáng được, để có thể cho người chơi, người xem thấy được là một cái sức mạnh đủ ấn tượng, cho người chơi cảm giác là sức mạnh đã đạt đến mức tốt nghiệp chẳng hạn. Còn để chơi La Hoàn thì mình nghĩ là đội hình hợp lý là điều mà cô nàng rất là cần. Nó thực sự là không quá đắt nhưng cũng không rẻ lắm đâu anh em. Một số trường hợp sử dụng Yến Phi cung mệnh 4 là búp khiên nhưng mà cá nhân mình không đánh giá quá cao. Vâng, trước khi đi vào với phân tích cái banner vũ khí như thường lệ thì mình nghĩ rằng là mình lên đi đến với cái việc giới thiệu vũ khí mới trong phiên bản, bởi vì là mình nhớ rằng là mình chưa có làm video về những cái vũ khí này trong beta. Nên là nhân có cơ hội này thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu luôn những thông tin về cái vũ khí này. Và cả những thông tin mà mình nghĩ rằng nhà phát hành không muốn nói trực tiếp với người chơi, ok? Về cái cung trấn của Yelan thì tên tiếng Việt trên trang xem trước nội dung 2.7 là Nhược Thủy. Mình thấy trang Genshin Honey thì họ thường dịch khá là đúng tên tiếng Việt của những vũ khí trước khi có tên chính thức. Tên Nhược Thủy này đã có từ rất là lâu rồi anh em, từ khi mà đã có những cái hình ảnh đầu tiên. Cái cung này được biết tới như là trấn của Yelan và ở level 90 thì nó có chỉ số tấn công cơ bản là 542. Nó còn thấp hơn cả chỉ số tấn công cơ bản của một cái cung Hắc Nham 4 sao nữa. Cung Hắc Nham tấn công cơ bản ở level 90 là 565. Từ cái chỉ số tấn công cơ bản này chúng ta có thể thấy được rằng là nếu nhân vật cần chỉ số tấn công cơ bản cao như là Sarah chẳng hạn thì khi xài cái cung trấn của Yelan nó sẽ không được tốt lắm. Nó sẽ búp được attack ít hơn là mấy cái cây cung 4 sao, 5 sao khác. Cá biệt là khi chúng ta đem cái chỉ số tấn công cơ bản của cái cây cung Nhược Thủy này đem so sánh với một cái cây cung 5 sao khác đó là Cánh Thiên Không chẳng hạn thì nó thua tới tầm 25% lận anh em ạ. Bù lại thì cái dòng phụ của Nhược Thủy là 88% sát thương bạo kích. Vâng, lại là con số 88. Mình không nghĩ biệt danh Yelan 88 từ đây mà ra nhưng mà có một sự trùng hợp không hề nhẹ. Cây cung có một cái nội tại rất là thú vị. Nguyên văn của nó là HP tăng 16%. Khi xung quanh có kẻ địch, sát thương gây ra của nhân vật trang bị vũ khí này tăng tới 20%. Bất kể nhân vật này có trong trận hay không. Về dòng HP tăng 16% thì nếu như nhân vật không có bộ kỹ năng hưởng lợi từ chỉ số máu để gây sát thương hay là làm gì đó thì cái dòng phụ này theo mình là nó không được tận dụng tốt lắm, nó hơi lãng phí. Tiếp theo là khoảng cách để kích hoạt nội tại xung quanh của kẻ địch ấy, thì nó cũng không được lớn đâu anh em. Tức là nhân vật phải đứng gần kẻ địch thì mới có thể kích hoạt được cái nội tại, không phải là đứng xa xa nhìn thấy kẻ địch là làm được, là có thể kích hoạt được cái nội tại đâu. Nên trong mình nghĩ rằng là Ganyu ấy chơi ngắm bắn từ xa như kiểu là sniper, chơi kiểu núp lùm bắn ra ấy, thì mình nghĩ là sẽ không thích hợp với cái cung này. Tuy nhiên nếu như anh em chơi Ganyu tan chảy kẹp sang Link Bennett thì thoải mái rồi, bởi vì anh em phải đứng sát kẻ địch mới có thể cấp hỏa để có thể bắn tan chảy được, nên là cái nội tại này sẽ sử dụng tốt. Hoặc là Ganyu hỗ trợ trong team Ayaka thì cũng có thể xài được, bởi vì Ayaka phải đứng gần để chém mà. Ở mức tinh luyện 5 thì cái cung này có thể tăng sát thương đầu ra tới 40% không cần tích stack. Nó tương đương với cái kiếm Ly Cốt tinh luyện 3 nhưng anh em phải tích 5 stack của cái thanh kiếm và phải giữ được cái búp. Về cái lượng tăng sát thương đầu ra này thì nó khá là ngon, cái này anh em đã nghe nhiều rồi, mình chỉ xin nhắc lại thôi. Đó là cái sát thương đầu ra này thì nó tăng sát thương mà nó không cần quan tâm đến sát thương đầu vào.
đầu vào có thể scale từ bất kỳ cái gì, tinh thông, tấn công, sát thương nguyên tố, vân vân, MMA thì đầu ra nó đều tăng. Cho nên là có thể gọi cái cây cung này ấy, thuộc cái dòng vũ khí phổ thông phổ biến. Phổ thông phổ biến ở đây đừng hiểu nhầm ý mình, tức là ai cũng có, mà có nghĩa là nó xài được cho rất là nhiều nhân vật. Gần như nhân vật nào cũng xài được. Trong một số trường hợp thì nhân vật đã có cung chấn rồi thì nó sẽ tốt hơn cái cung này. Đó là điều mà mình nghĩ rằng là khá là hiển nhiên. Đây là một cái cung tốt, mình đánh giá nó là một cái cung khá tốt. Về cái chỉ số tấn công cơ bản thấp thì nó vẫn thường có cách khắc phục. Đó là trong đội hình có thể có nhân vật búp chỉ số tấn công như Bennett hay Sarah, nhưng mà nó vẫn chỉ là cách khắc phục thôi. Vâng, về cây cung 4 sao, cây cung này có tên là Lạc Hà. Đây là cây cung miễn phí từ sự kiện và có thể tinh luyện 5, nên mình sẽ chỉ đọc những chỉ số ở tinh luyện 5 thôi anh em nhé. Cây cung này có chỉ số tấn công cơ bản rất là cao, lên tới 565. Dòng phụ hiệu quả nạp và cái nội tại thì đúng kiểu như Lan 88 luôn. Nội tại của cây Lạc Hà này có thể hiểu rằng là nó sẽ luôn thay đổi trạng thái búp anh em ạ. Từ 12, 20 đến 28% sát thương gây ra, liên tục thay đổi như vậy mỗi 7 giây. Sát thương này cũng giống với sát thương đầu ra của cây nhược thủy Helicot vậy. Nó sẽ tăng sát thương cho dù là nhân vật của anh em skill theo cái gì đi nữa. Mà mình không nghĩ rằng là nó sẽ tăng từ 12 tới 20% và 28% và nó đứng yên ở con số 28% đâu. Mình nghĩ một số anh em sẽ thắc mắc về vấn đề này. Anh em sẽ hy vọng rằng là nó sẽ tăng 28% sát thương và cứ như vậy. Nhưng mà mình tin rằng là một cây vũ khí 4 sao miễn phí từ sự kiện thì nó sẽ không bá đạo đến mức đấy đâu. Mình tin rằng là khi mà nó lên đến 28% sát thương gây ra, nó sẽ quay trở lại với 12%, 20% và 28%, cứ như vậy. Vậy nó mới là một cái cây cung 4 sao. Vâng, tiếp theo là có thể anh em sẽ quan tâm đến việc cây cung này xài cho nhân vật nào. Thì theo mình là nhân vật gây đam và off-field thì càng tốt, bởi vì cái mô tả của nó ghi rằng là nhân vật không cần ra sân vẫn có thể kích hoạt được. Thì đầu tiên là nhân vật số 1 đó chính là Yelan, sử dụng bộ rốn ngăn cách, có dòng phụ là 30% hiệu quả nạp thì nó cũng có thể tận dụng được. Điều đáng tiếc nhất khi sử dụng cây cung này cho Yelan ấy chính là nó lãng phí cái dòng chỉ số tấn công cơ bản siêu cao của cái cây cung này. Yelan thật sự là không cần tới chỉ số tấn công mà nó lại tăng tới 565 điểm, quá là lãng phí. Đó chính là lý do tại sao mà cái cây cung chấn 5 sao của Yelan nó chỉ có tấn công cơ bản là 542 thôi. 542 mà so với cả 565 thực sự chênh lệch không nhiều đúng không em? Nhưng đừng quên cái cây cung chấn của Yelan là một cây cung 5 sao, còn cái cây cung Lạc Hà này lại là một cây cung 4 sao. Khi mà đem so sánh chỉ số tấn công cơ bản của cái cây cung Yelan 5 sao với cái cây cung khác ấy, thì rõ ràng là chỉ số tấn công nó thấp hơn hẳn và đỡ sót hơn hẳn, đỡ tiếc hơn hẳn. Nói chung ấy là cá nhân mình là không thích cái cây cung miễn phí này cho Yelan lắm. Được cái nội tại đúng kiểu tung xúc sắc thôi, về cơ bản thì mình nghĩ là nó vẫn hoạt động được. Còn lại thì có thể là nhân vật nào xài được cây cung này thì đó là Fizz. Fizz cũng cần một chút nạp để xài E và Q cho nó mượt, duy trì con quạ. Chỉ số tấn công cơ bản cao thì Fizz có thể tận dụng được rất là tốt. Và nội tại thì cũng có thể tận dụng được hết, bởi vì Fizz thường chơi off-field mà. Nhưng mà thực sự thì bản thân nhân vật Fizz cũng đã có khá nhiều cung rồi, thế nên là xài không tùy anh em thôi. Cuối cùng là một nhân vật rất là thú vị, đó là Kurosara. Kurosara là một nhân vật mà vừa cần nạp này, vừa cần chỉ số tấn công cơ bản cao của một cây cung. Thì cái cây cung Lạc Hà này nghe có vẻ là nó phù hợp đúng không anh em? Nhưng ở đây có một vấn đề, đó là nếu như Sara, anh em quan tâm đến việc Sara chơi gây sát thương ấy, thì rõ ràng là Sara thường chơi bớt đam đúng không, dồn đam trong thời gian ngắn. Mà cái nội tại của cây cung này nó lại yêu cầu là thời gian sử dụng khá dài mới có thể tích được lên 12, 20, 28% sát thương và rất là hên xui. Nên ở đây mình nghĩ là có hai trường hợp, nếu anh em quan tâm đến Sara gây sát thương thì cây này không phù hợp lắm. Còn nếu anh em không quan tâm đến Sara gây sát thương, anh em chỉ cần quan tâm đến búp thôi thì cây này xài rất là ổn với Sara luôn. Nói chung ấy là mình cảm giác không có hứng thú lắm với cái cây cung 4 sao này, bởi vì do kế hoạch ban đầu của mình là test vũ khí 3 sao với Yelan và mình muốn làm mấy trò con bò khác. Nên là mình cũng không có nghiên cứu kỹ về cây cung 4 sao cũng như là 5 sao anh em ạ. Vậy nên là mình xin hỏi anh em là anh em cho rằng cái cây vũ khí 4 sao Lạc Hà này và cây vũ khí 5 sao Nhược Thủy ấy nó có thể xài tốt cho nhân vật nào, anh em còn nghĩ tới nhân vật nào khác nữa trong những nhân vật mà mình vừa đề cập, hoặc là mình đề cập có vấn đề gì thì anh em hãy để lại bình luận nha, ok? Xin được quay trở lại với cái banner vũ khí chính thức của phiên bản. Thì trong banner chính thức về vũ khí, anh em có thể thấy là cái Nhược Thủy mình vừa phân tích đi cùng với Hỏa Phát Diên. Có thể nói hai cái vũ khí này đi với nhau thì có rất là nhiều điểm chung thú vị anh em ạ. Không tính tới cốt truyện của hai nhân vật chính thì bản thân hai cái vũ khí này có thể gọi là kiểu nhóm máu ô, gần như có thể nói là cho ai xài cũng được, trừ một số trường hợp siêu đặc biệt thì không tính thôi. Nên là việc roll banner này thì có thể nói là khá là ngon theo mình nghĩ cho anh em đam mê banner vũ khí. Nhìn chung về dàn vũ khí 4 sao thì mình đoán là anh em có thể thích hơn cái dàn nguyên một dàn Tây Phong rồi. Đánh giá chung về banner vũ khí thì mình thấy rằng đây là một cái banner vũ khí mà có thể xài nguyên thạch, mà nếu trúng rết thì có thể nó sẽ phục vụ cho anh em trong thời gian dài.
hoặc là có thể tận dụng khá tốt với nhiều nhân vật. Trường hợp nào mà lên roll cái banner này thì mình nghĩ là có rất là nhiều, nhưng mà mình nghĩ tới một trường hợp đầu tiên và khá quan trọng, đó là anh em có CL và cũng muốn có vũ khí chấn chẳng hạn, thì anh em có thể roll, nếu ra được cây hoài phát thì ngon lành rồi, còn nếu như nó lệch ra cây nhược thủy thì cũng rất là nhiều nhân vật xài được. Ở trong trường hợp với những anh em không có nhiều nguyên thạch và muốn sưu tập nhiều nhân vật, ví dụ như là lấy cả Yelan hay Kazuha hay là bất kỳ nhân vật nào khác nữa, thì mình nghĩ rằng việc skip banner vũ khí thì cũng là một lựa chọn hợp lý, bởi vì Yelan có thể sử dụng những vũ khí khác ngoài vũ khí chấn mà vẫn ổn, Kazuha cũng như vậy. Vũ khí chấn có thể lấy sau nếu như anh em có cơ hội, còn lại nếu như anh em xài nguyên thạch vào banner vũ khí thì có thể làm anh em mất cơ hội có những nhân vật như là Kazuha ở phiên bản 2.8 chẳng hạn. Ok, đó là điều mà anh em nên cân nhắc. Ok, vậy anh em sẽ làm gì với những cái banner nhân vật và vũ khí ở 2.7 này? Hãy cho mình và mọi người cùng biết bằng cách để lại bình luận như thường lệ nhé anh em. Ok, cảm ơn anh em đã xem video. Mình sẽ kết thúc cái video thông tin chính thức về Genshin Impact tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video khác. Mình là Đá Rất Nghiêm Túc đây. Bye bye anh em. Chúc một ngày thật vui nhé.